rợp cờ hoa đón chào năm mới tại thôn Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Mời bà con ngày đi về quê, thăm quê những ngày giáp Tết. Dạ, hôm nay ngày 24 Tết rồi. Tháng chạp mọi người. Em có mặt nơi đây là khu vực An Lộ. Đó, nơi nào có chợ hoa. Quay hoa cái kim chi á. Nơi nào cũng có hoa bày bán cả rồi. Khu vực trung tâm của An Lộ đây. Dạ, có thôn Bồ Điền ở bên kia là hình như là đối diện là Phóng Hiền đó. An Lộ. Về như ngày qua cũng có nắng 28-29 độ. Hoa cũng mà bắt đầu bung phát sắc. Vàng rực luôn, sắc vàng đó. Cả cái chậu hoa mai, hoa cúc. Rồi hoa đào thì hồng đỏ thắm. Em thấy hoa đây về cũng nhiều để bày bán này, phục vụ Tết rồi đó. Ồ, đây là những cái đào được chợ về đây tập trung đây bày bán rất là nhiều luôn. Trời ơi, cái cửa hàng cà phê nó đây có cái mái nó nở mái to à, rực sắc luôn, đẹp dễ sợ. Mai vàng nắm cảnh bên chợ hoa bên cầu An Lộ đó bà con. Phong An, Phong Điền. Trời ơi, đó chợ hoa nơi nơi cái hoa mai quá đẹp luôn của An Lộ. Hoa, hoa và hoa. Bên kia chợ An Lộ. Dạ, đây là đường quốc lộ 1A. Rồi phải là cầu An Lộ sẽ vào trung tâm thành phố. Đi trái sẽ ra phía Bắc. Rồi em thấy thì hình như trong chợ An Lộ tôi cũng quay bằng quá nhiều hàng, đống đầy hàng Tết đó. Chợ An Lộ vào trung tâm lúc này là 2 giờ chiều, hơn gần 3 giờ chiều. Dạ, về đây thăm bà con, thăm quan cảnh chợ Tết. Dạ, đi chợ Tết. Đây là một bên cạnh đây, đường đi cũng là đường chợ An Lộ. Bên này là Phóng Hiền. À, dòng người đi mua sắm các chợ đó, chợ huyện, chợ thành phố rồi chứ bây giờ là đâu khách cửa đóng đâu. Sáng thì đóng theo sáng, chiều đóng theo chiều. Đó, đây đâu có khu tập trung hoa về bán đó. Bà con thấy không khí Tết vui nha. Quê cũng như thành thị, những ngày giáp Tết ở đâu cũng rực cờ hoa. Hoa bày bán rất nhiều. Cũng như mọi thứ dành cho ngày Tết, ngày xuân. Huyện Phong Điền ngày nay. À, sơn quét nhà cửa ăn Tết, đón Tết, đón xuân thôi.
nắng nóng trong những ngày qua làm cho hoa được nở rộ hết đó. Bà con tranh thủ đi mua sắm về cho Tết. Bắt đầu hôm nay chị cũng nở cả. Giờ này thì trong chợ là khá vắng, hơi vắng. Lúc này là giờ này giờ dỡ dỡ ạ, dạ sẽ sẽ chiều thế cái đống. Anh dùng tiền thôi cho con xưa cái tắm đó. À vậy hả? Tắm tiêu được chứ. Ấy? Tắm tiêu. Răng rửa? Vậy cho học đó. À mình vậy mượn nuôi con đúng không? Vậy sinh viên đó. À rửa đúng vậy sinh viên à? À rửa hả? Đừng khó khăn à nuôi con vay tiền cho con học đại học đi bạn ngay tắm tơ về sổ là mua ní á con mua thế thì cũng khó khăn. Chị ơ mô. Ơ mô lần. Ơ mô. Quang Vinh là đi ngà bố ha. À đi thằng về đi nó Quang Vinh à. À rồi à. Con đấy chờ ăn lô à. Quang Vinh lên chờ ăn lô bạn à. Trời ơi chồng mất. Con nuôi hai đứa con học đại học mà phải vay tiền. Vay tiền sinh viên mà cho con học đại học nữa thôi. Trời ơi có tăng đi một qua đấy. Đi lại đây. Mua sổ cho này. Đừng được lấy đấy. Đừng đừng nữa đấy. Để mua cho ít số. Mua 20 tờ. 20 tờ về số. Con đùa 20 tờ không? À, đùa rồi đừng có đây đi. Tăng gì 200 nghìn. Gì tên gì đó? Hoàng Lưu. Hoàng Lưu à? À gì Hoàng Lưu. Dạ tăng gì Lưu. Của chị 10 ở Cali đã gửi tăng cho người khó. Dạ. Nuôi con học đại học mà phải vay tiền đó. Chúc gì sức khỏe anh Tết vui vẻ nha. Bán được không? Ê à ngay mày chụp tơ, mày chụp tơ mày. À ngay sợ chụp tơ có trong con chứ không? Núi con được cả chứ không? Ờ mô chị ờ mô. Hả? Thành ờ mô hả? Ừ. À bên đi qua bên đi bán à? Ngay năm sợ chụp tơ đó à? Khó hả? À. Tăng 200 ngàn về sầm tết. Nghe chị tên chị đó? Cúc. Cúc rồi chị Cúc. Em gửi tặng chị 200 nghìn của chị anh chị Mươi đó. Chúc chị ăn Tết vui vẻ nha. Cảm ơn nha. Rồi nó trả số cho nó chiêu rồi. Rồi chờ mà gặp mấy cái hoàn cảnh, gặp mấy cái hoàn cảnh khổ khó bán về số cho nên là em gửi tặng cho mày mê mỏng qua mày chi mỏng qua để ăn Tết qua của anh tìm phương xa rồi về hướng về bà con khổ khó và đây là khu vực được chờ ăn lộ nè. Ô chà cái công chờ mà đang bò kìm đi văng văng mà bạn nè mấy con bị cái mẹ có nghe còn kêu đó con có gì xin mẹ có hồ nghe mẹ tên chi mẹ tên Nguyễn Thị Đông là mẹ đóng hả mẹ đóng ở mẹ đóng ở đường một Phú Lệ mẹ đóng ở Lang Phú Lệ à, bạn về số ở năm hồ nghèo hả có Tết về bán được không? Có đi học thêm. À Tết về bán được không? Bán thì không được 30 nữa. Nhà đi ép không được 30 nữa. Còn bất nhiêu nè. À. Cho mẹ 50 thì bọn gì bạn về số ngay chờ ăn lồ mà ai đến khô hết đó này. Có đi bán mà đông đi bà làm ra mà. Ôi tặng mỗi gì 200 nghìn ấy. Của chị Mươi ở Cali gửi tặng gì? Em mua về số. Rồi thôi được rồi, mua mà thôi tặng bọn gì ăn Tết. Chúc mày gì ăn Tết vui vẻ và món quà của anh chị Mươi đó. Chúc mừng cuối năm. Năm phục vụ sáng năm mới. À rồi. Khỏe mãi, đẹp mãi. Rồi. Để từ thiện cho bọn tôi. Rồi. Rồi rồi rồi, yeah yeah. À đây bạc nữa. Rồi đi đi mẹ, đi đi cả họ tập trung đây họ lá chứ. Con bạc nữa phải không? Dạ, yeah, ngay bạn 560 tờ rồi tặng bạc nghe. Dạ 200 nghìn của anh chị 10 phương xa. Dạ yeah, gửi tặng bà con khổ khổ ăn lộ. Rồi, chúc mày bạc ăn Tết vui khỏe nha. Ngày đi về ăn lộ gặp một đoàn luôn. Mấy người bạn phải số mọi người buồn khổ hết người luôn. Cũng đứng cái là xin hết bác đó. Tội lắm. Xin thôi cho ít chụp. Thôi đây có một điện bóng qua. Dạ. Để làm chi?
cái mũ áo cũng cho con, cả cái tướng mũ áo cũng nữa gì cũng cho tiền. Ồ, cháu ông tắm ngang với mũ áo cũng cho con à, khổ ghê chứ. Không mẹ nó đi xin à? Cha khổ vậy sao cho tài cao ăn lộ. Thầy đi ba con, thầy cũng hỏi thăm mắng điện em con hết quá rồi. Thì quái đà. Rồi con bá phân qua đúng luôn. Rồi gửi tặng cho chị là chị tên chị đó. Tên Hằng. Khô lắm mà, bán ngay mấy chục tơ. Ngay không mà cạnh ngay làm được lắm chục tơ. Rồi gì mấy chục tơ nữa. Gì thì chẳng gì lừa bi về số nó đây. Chào về số đây bán bức đóng ở đây là 200 gì tặng gì con về đi xin à. Về đi xin. Rồi thôi đi cả chiều hết. Chúc càng tết vui khỏe nghe. Tặng cho bà con khổ khó đây. Rồi ơi bà con phải tôi chứ. À gần 10 phần quà đó. Bà con khổ khó làm bán ở đây. Dạ. Bánh chị gửi tặng cho bà con. Hy vọng bà con nó ấm trong những ngày Tết ngày xuân. Cũng như anh chị phương xa về mong qua về thì cũng hy vọng bà con ấm nó. Dạ, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn. Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh chị phương xa và thương về bà con khổ khó vùng quê xứ Huế. Và luôn chúc cho tất cả bà con cũng như anh chị nhà hậu tâm dồi dào sức khỏe bình an. Dạ đây cầu An Lộ. Tết tới nơi rồi đó.